Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục tọa đàm Chuyện từ chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thực hiện chủ trương của Đảng và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương và các địa phương đã và đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 nhằm đảm bảo tạo không gian phát triển mới với tư duy mới, tạo giá trị mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, chú trọng giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử, bản sắc của các địa phương, cộng đồng dân cư. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy thì chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân. Mặc dù vậy, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là công việc không hề đơn giản, có tác động nhất định đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều vị trí việc làm, nên sẽ không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh. Đặc biệt với địa bàn miền núi vùng dân tộc thiểu số, khu vực mang tính đặc thù hơn so với các địa phương khác, thì việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng sẽ có những cái đặc thù riêng. Cùng phân tích những thuận lợi, nhận diện những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh, từ đó có phương án, giải pháp phù hợp để việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính ở khu vực này đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, thúc đẩy khu vực miền núi phát triển bứt phá trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung chính của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, với sự tham dự của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã ban hành nghị quyết số 35 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết này, các địa phương, trong đó có các địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương quyết liệt, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, việc triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã được người dân đồng thuận và ủng hộ. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền không chỉ triển khai qua các hội nghị cơ sở, cuộc họp thôn, tổ, mà còn đến trực tiếp người dân. Người dân không chỉ hiểu về lợi ích, kế hoạch triển khai đề án, mà họ còn được nêu những ý kiến, quan điểm và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung sáp nhập. Nhờ đó, tạo sự đồng thuận trong đông đảo nhân dân. Tỷ lệ cử tri của thành phố Yên Bái đồng ý với chủ trương sáp nhập đạt gần 100%. Ý kiến người dân chúng tôi thì hoàn toàn đồng thuận, vì đây là một chủ trương tôi cho rằng là rất là đúng của Đảng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng là cái phát triển kinh tế xã hội của một địa phương mới sau khi sáp nhập sẽ có những bước phát triển tốt hơn. Bà con nhân dân chúng tôi là rất vui mừng, phấn khởi, đồng thuận, đồng ý theo cái phương án mà chúng ta sáp nhập để nhằm mục đích là tinh giảm biên chế và nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân. Theo phương án sắp xếp, xã Tuy Lộc sẽ sáp nhập với phường Nam Cường với tên đơn vị hành chính mới là phường Nam Cường, diện tích gần 9,7 km², dân số trên 8.600 người. Phường Hồng Hà nhập với phường Nguyễn Phúc với tên đơn vị hành chính mới là phường Hồng Hà, diện tích 2,5 km², dân số trên 16.000 người. Cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính theo vị trí địa lý, diện tích và quy mô dân số phù hợp. Việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới phù hợp với yếu tố về ý nghĩa lịch sử, truyền thống, văn hóa của các địa phương. Đối với địa phương, chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái phương thức tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử, hệ thống Zalo, các văn bản và sử dụng những người có uy tín trong cộng đồng để chúng tôi làm các cái thực hiện công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ. Chính vì vậy mà đối với người dân trên địa bàn là đồng thuận trong cái việc mà thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi hiệu quả hơn. Cùng với đó là tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điều quan trọng, sự gắn kết và đồng thuận của chính quyền và người dân trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính,
thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết, chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu mạnh, văn minh. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Vì thế là khi triển khai thì đã nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân. Thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh ạ, vậy với riêng địa bàn miền núi vùng cao khó khăn thì khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta có những cái ưu tiên gì khác biệt hơn so với các địa phương khác ạ? Để thực hiện cái việc sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 thì cũng đã có một cái sự chuẩn bị một bước. Đấy là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 27 sửa đổi bổ sung nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Thì theo đó thì đã tính đến các tiêu chuẩn đặc thù và nhất là đối với các đơn vị hành chính ở miền núi, ở vùng cao, ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đối với cả đơn vị hành chính nông thôn và đơn vị hành chính đô thị. Thì theo đó thì cũng đã tính đến cái việc là giảm các tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính này cho phù hợp với thực tiễn. Và từ đó thì cái việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ thực sự thiết thực hơn, chứ không theo một cách cơ học hay là một những cái tiêu chuẩn, ví dụ như là về tiêu chuẩn dân số mà ở miền núi vùng cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng rất là khó để đáp ứng. Cùng với việc đó là nghiên cứu để báo cáo Bộ Chính trị ban hành kết luận số 48 về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 35 về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn này. Thì theo đó thì cũng đã có những cái chế độ ưu tiên về những cái cơ chế đặc thù về việc giải quyết bộ máy chính sách và về những vấn đề liên quan đến giấy tờ người dân và về chất lượng cuộc sống. Đặc biệt cũng đã quy định rất rõ hơn trong những việc áp dụng cái chế độ chính sách đặc thù đối với cả các khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, đối với những cái đơn vị đặc biệt khó khăn mà ở vùng miền núi, vùng cao và vùng dân tộc thiểu số. Vâng. Với những cái điểm ưu tiên như vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Trọng ạ, xin ông có thể cho biết là việc thực hiện cái chủ trương này thì có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương miền núi như Yên Bái? Và đến nay thì tỉnh đã vào cuộc chỉ đạo triển khai quyết liệt cái nhiệm vụ này như thế nào? Thực hiện cái nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tỉnh Yên Bái cũng đã tập trung rà soát các cái đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2023-2025 thì tỉnh Yên Bái là có 10 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện phải sắp xếp. Thế và để thực hiện được tốt cái việc này thì ngay khi mà có cái nghị quyết 35 ra đời thì thực hiện cái tinh thần của nghị quyết thì tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp là rà soát và xây dựng cái đề án. Thế và trong đó thì đề án cũng giải quyết rất rõ các cái vấn đề, đặc biệt là các cái phương án, trong đó là phương án về công tác cán bộ cũng được rất là quan tâm, từ cán bộ công chức cấp xã cho tới cán bộ không chuyên trách ở cấp xã cho tới việc sắp xếp các cái thôn bản, tổ dân phố thì chúng tôi cũng đã có cái rà soát và xây dựng thành một đề án, và đề án này cũng đã được các cấp của Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua. Thế và đến nay thì cái đề án này chúng tôi cũng đã hoàn chỉnh gửi về Bộ Nội vụ và gửi về Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Như vậy là đến thời điểm này thì Yên Bái cũng đã hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Vậy còn với cái địa phương khác thì sao ạ? Cái tiến độ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tính đến thời điểm này thì như thế nào? Đặc biệt với vùng dân tộc thiểu số và miền núi ạ, thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh. Về tiến độ triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thì đến giai đoạn này thì Bộ Nội vụ thì cũng đã đến nay thì đã nhận được 47 hồ sơ đề án của 47 tỉnh thành phố, trên là tổng cộng là 54 tỉnh thành phố có đơn vị hành chính để sắp xếp, thì trong đó cũng có tỉnh Yên Bái. Thế thì đến thời điểm này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua được 3 tỉnh, đề án của 3 tỉnh là Nam Định, Tuyên Quang và Sóc Trăng. Thì trong đó thì có tỉnh Tuyên Quang cũng là tỉnh miền núi. Sắp tới thì Chính phủ cũng sẽ tiếp tục trình một số lượng các đề án sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và Bộ Nội vụ cũng sẽ thẩm định và sẽ tiếp tục trình đề án trong một cái thời gian sớm nhất để tạo điều kiện làm sao mà các địa phương là có thể là hoàn thành cái việc sắp xếp đơn vị hành chính là nhanh nhất. Thì đến thời điểm này thì theo cái phương án của 54 tỉnh thành phố thì cũng là sẽ dự kiến sẽ sắp xếp 49 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.247 đơn vị hành chính cấp xã. Thì theo đó thì có thể sẽ giảm được hơn 10 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 600 đơn vị hành chính cấp xã.
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thì là công việc không hề dễ dàng và có tác động đến rất là nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan đơn vị, nên là chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái khó khăn, những cái vướng mắc. Với đặc thù là địa bàn miền núi thì Yên Bái có gặp những cái khó khăn vướng mắc nào phát sinh trong quá trình tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Trọng. Về việc sắp xếp các cái đơn vị hành chính ấy, thì chúng ta có thể nói là khó khăn nhất là đối với lại các cái tỉnh miền núi có cái địa hình rất là hiểm trở, đi lại khó khăn. Nếu như chúng ta dồn tập trung với quy mô lớn thì sẽ rất khó khăn cho cái việc mà đi lại, đặc biệt là sinh hoạt của người dân cũng như thực hiện các cái công việc của người dân đối với lại chính quyền. Thế và cái thứ hai nữa là trong cái quá trình sắp xếp, đối với những cái đơn vị mà sắp xếp nhiều thì tôi thấy rằng là cái việc mà sắp xếp cái đội ngũ cán bộ dôi dư trong với cái thời gian ngắn là rất là khó thực hiện. Thế rồi có những cái đơn vị thì trong quá trình thực hiện thì cũng chưa tạo được cái sự đồng thuận của người dân, thì cũng có thể là trong quá trình sắp xếp thì thế có thể mắc lại một số cái nội dung. Tuy nhiên thì đối với tỉnh Yên Bái thì chúng tôi cũng thấy là để thực hiện cái này tốt nhất thì tạo được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã, đặc biệt là người dân ở đây ủng hộ, mà đặc biệt hơn nữa là cái người dân ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người ta phải đi lại rất là khó khăn, xa xôi, nhưng người ta rất là đồng thuận với cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thì tôi thấy đây là một cái mà chúng ta cần thực hiện tốt nhất. Vâng. Địa bàn miền núi thì rõ ràng là có những cái đặc thù rất là riêng so với các cái địa phương khác. Vì thế là khi mà tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính thì cũng có những cái khó khăn đặc thù nhất định. Thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh, qua theo dõi thì bà có ý kiến ra sao về những cái khó khăn vướng mắc đặt ra hiện nay đối với các cái địa phương miền núi trong triển khai cái vấn đề này? Về các khó khăn vướng mắc mà về cái sắp xếp đơn vị hành chính ở các địa phương miền núi vùng cao thì như ông Trọng cũng vừa nói cũng là rất là khái quát rồi. Từ tỉnh Yên Bái thì cũng ra cả nước. Thì ở đây thì cũng là phải kể đến là cả một quá trình khi mà đã tiến hành sắp xếp cái giai đoạn 19-21. Thì những cái khó khăn chung của các đơn vị hành chính khi sắp xếp như là miền núi vùng cao thì cũng đã được tổng kết và được tính đến. Thì như thế thì khi mà ban hành các văn bản quy định để phục vụ cho giai đoạn này thì cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả Chính phủ thì cũng đã là có những cái giải pháp rất là cụ thể để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì thứ nhất là về cái việc giải quyết về tổ chức bộ máy, về cán bộ công chức dôi dư thì nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quy định rất là rõ, có những cái lộ trình, có những phương án và có cả về quy định về các hỗ trợ. Thế còn về áp dụng các chế độ đặc thù từ khó khăn của giai đoạn trước, giai đoạn này cũng đã tính để trong nghị quyết 35 của Quốc hội cũng đã thể hiện rõ những cái phương án để mà có thể giải quyết được cái chế độ đặc thù ngay, để áp dụng ngay để qua quá trình thực hiện. Thì ở đây thì khi mà sắp xếp các đơn vị hành chính ở miền núi vùng cao thì cũng gặp một cái khó khăn liên quan đến vấn đề về chất lượng đô thị. Đây là cũng cái khó khăn chung cho cả một giai đoạn, tức là giai đoạn 19-21 và đến giai đoạn này. Thì ở miền núi thì khi mà yêu cầu cái việc sắp xếp cần phải mở rộng không gian hơn và là áp dụng theo tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, tất nhiên là cũng theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, nhưng mà đòi hỏi khi mở rộng ra thì cũng phải có sự đầu tư phát triển về đô thị và theo đó là những cái quy hoạch của đô thị. Qua phân tích của các vị khách mời thì có thể thấy là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hiện nay thì cũng còn phát sinh những cái khó khăn, những cái vướng mắc nhất định. Và trong đó thì cái công tác bố trí sắp xếp cán bộ dôi dư thì được xác định là một trong những cái khó khăn lớn nhất đối với các địa phương hiện nay. Thành phố Tuy Hòa là địa phương duy nhất ở Phú Yên có các xã phường phải sắp xếp theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 đến 2025. Sau khi tiến hành lấy ý kiến cử tri với tỷ lệ đồng thuận trên 98%, tỉnh ủy Phú Yên thống nhất chủ trương thực hiện. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa tiếp tục đối thoại với người dân, cán bộ, công chức bị ảnh hưởng khi tiến hành sáp nhập các xã phường. Phần lớn người dân đều đồng tình với chủ trương lớn này, nhưng với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi sáp nhập thì vẫn còn nhiều tâm tư. Về triển khai về việc sáp nhập phường á, phường xã với nhau á, thì bản thân tụi em cũng là bán chuyên trách của một cái xã thôi. Thì hiện tại cũng rất là hoang mang là không biết là mình sẽ như thế nào, về đâu khi vào thời điểm mà sáp nhập sắp đến. Nói chung là làm đã lâu thì cũng quen với công việc rồi, thì cũng nên tạo điều kiện để cho mấy anh chị em cán bộ không chuyên trách cũng đảm bảo được công việc của mình.
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Phú Yên, số lượng cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 121 người. Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa xác định, việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này là dịp quan trọng để điều phối cán bộ xã phường từ chỗ thừa sang nơi thiếu, từ nơi mạnh sang nơi yếu, để cán bộ công chức phát huy được điểm mạnh chuyên môn. Đây là một trong những cái nội dung mà Ban Thường vụ Thành ủy rất là tập trung, quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, vì để mà làm sao là theo cái chủ trương chung thì chúng ta có cái sự vừa sắp xếp mà vừa ổn định trong vòng 5 năm sau sắp xếp. Hiện tỉnh Phú Yên cũng xây dựng các phương án bố trí việc làm phù hợp, tổ chức nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ công chức, đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi đối với các cán bộ công chức có nguyện vọng nghỉ hưu sớm hoặc xin thôi việc để làm sao đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho từng người. Vâng, phải nói rằng là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động và giải quyết các chế độ chính sách sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thì là cái vấn đề mà các địa phương hiện nay đang rất là cân nhắc khi mà thực hiện. Ở góc độ cơ quan quản lý thì thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh, về phía bộ có lưu ý gì tới các địa phương miền núi trong thực hiện cái vấn đề này để giúp ổn định bộ máy, tạo sự yên tâm cho cán bộ công chức sau sắp xếp ạ? Cái vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết cán bộ công chức viên chức và người lao động dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính là cái khó khăn lớn trong bối cảnh là cả nước cũng đang thực hiện tinh gọn bộ máy nói chung của cả hệ thống. Thì ở đây thì trong nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quy định rất rõ các chính sách và đồng thời thì cũng đã giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là căn cứ vào tình hình của địa phương thì có thể hỗ trợ thêm các chính sách cho cán bộ công chức dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính. Thứ hai nữa là như lúc nãy tôi cũng vừa nói, tức là chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 33 về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Thì ở đó thì cũng đã tăng cái số lượng theo quy mô. Tức là đối với đơn vị hành chính mà có cái tiêu chuẩn này lớn so với quy định thì tùy theo mức độ phần trăm nhất định thì tỉnh cũng có thể quyết định được cái số lượng công chức tăng thêm. Thứ hai nữa là về nghị định tinh giảm biên chế thì ở đây cũng đã tính đến cái việc sắp xếp đơn vị hành chính đã có những cái chế độ chính sách cụ thể. Thì ở đây thì tôi thấy là công tác tuyên truyền vận động làm cho cán bộ công chức để hiểu rất rõ về chủ trương để thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước và cũng làm cho cán bộ công chức thấy rằng là không ai bị bỏ lại phía sau, tức là chúng ta cũng có những cái về các chế độ chính sách và kể cả tinh thần để cho thấy rằng là họ có thể an tâm công tác. Về vấn đề này thì thưa ông Nguyễn Văn Trọng, xin ông có thể cho biết là Yên Bái thì đã có những cái phương án và lộ trình thực hiện như thế nào? Đối với tỉnh Yên Bái thì cũng báo cáo chúng tôi cũng dư ra khoảng hơn 100 cái cán bộ công chức cấp xã. Nhưng mà tỉnh Yên Bái thì lại có một cái phương án trong cái đề án để chúng tôi lại rà soát và bố trí sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Như vậy là chúng tôi có thể di cái cán bộ này sang các xã lân cận. Thế rồi là đưa lên cái cấp huyện, đưa lên các đơn vị sự nghiệp, đưa lên các cái cơ quan hành chính của cấp huyện. Thậm chí nếu như mà ở tỉnh có thể có những cái đơn vị mà vẫn còn đang chống biên chế thì chúng tôi tiếp tục sắp xếp về, đưa về. Như vậy là khẳng định là trong cái việc mà dôi dư hơn 100 cán bộ công chức cấp xã thì tỉnh Yên Bái đã đưa vào đề án và sắp xếp trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ sắp xếp xong. Khi mà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt thì chúng tôi sắp xếp xong. Và trên cơ sở như vậy thì là tỉnh Yên Bái cũng không có cán bộ dôi dư phải sắp xếp ở giai đoạn tới. Như vậy là cũng giải quyết dứt điểm. Như vậy là chúng ta cũng phải có cái rút kinh nghiệm và cũng có phải có một cái sắp xếp đề án trên cái phạm vi toàn tỉnh và có rất là nhiều cái giải pháp rất là cụ thể và được cụ thể hóa trước khi mà chúng ta đi vào sáp nhập và sắp xếp. Bên cạnh việc sắp xếp cán bộ dôi dư thì việc xử lý các cái trụ sở tài sản công sau sắp xếp thì cũng là một trong những cái vấn đề mà khiến nhiều địa phương còn băn khoăn. Ở góc độ cơ quan chủ trì triển khai đề án thì thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh, xin bà cho biết vấn đề này thì đã được tính toán và có những cái phương án giải quyết ra sao ạ? Về sắp xếp trụ sở và tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính thì đây là một cái vấn đề cũng rất là khó. Bởi vì cái việc mà để sắp xếp các trụ sở rồi tài sản công thì nó lại còn liên quan đến những quy định của nhà nước về đấu thầu, về chuyển đổi công năng sử dụng. Cho nên ngay cả cái này thì khi mà giai đoạn 19-21 thì hiện tại bây giờ cũng chưa giải quyết được dứt điểm số lượng này. Cũng còn tương đối nhiều.
Thế cho nên là cũng là một cái vấn đề mà đặt ra. Thì hiện nay thì trong nghị quyết 35 của Ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có những quy định này. Bộ Tài chính thì cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn. Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi các nghị định 167 và nghị định 67 liên quan đến cái việc mà xử lý tài sản công. Thì như thế thì sẽ là để các địa phương có căn cứ để triển khai thực hiện. Vâng, được biết là Yên Bái thì cũng có xây dựng các cái kế hoạch để xử lý cho các cái trụ sở tài sản công sau sắp xếp. Vậy ông Nguyễn Văn Trọng, xin ông có thể cho biết rõ hơn về dự kiến các cái giải pháp như thế nào cho vấn đề này ạ? Vâng, về cái sắp xếp các cái trụ sở công ấy, thì tỉnh Yên Bái thì cũng có cái phương án rất là rõ ràng. Ngay từ bắt đầu cái khâu lựa chọn những cái trụ sở để mà cho các cái đơn vị sau sắp xếp hoạt động ấy, thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái trụ sở mà làm sao đấy là to, đẹp, khang trang. Và đặc biệt các cái trụ sở cũng như là trường học, trạm y tế là phải ở những cái nơi mà tập trung đông dân cư, tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho người dân, người ta đi lại và hoạt động. Thế và đối với lại các cái trụ sở dôi dư thì chúng tôi có định hướng rất rõ, đó là các cái trụ sở đấy đều được sử dụng vào các cái phục vụ các cái nhiệm vụ công cộng khác. Tôi lấy ví dụ như là có thể sắp xếp thêm cho các cái điểm trường lớp học mà ở trung tâm chúng tôi cũng sắp xếp được. Thế và cũng có thể là sắp xếp một số cho công an xã và quân sự xã. Vừa qua chúng ta có sắp xếp các cái thôn bản, tổ dân phố với cái quy mô rất là lớn, thậm chí 3-4 thôn bản, 5-6 tổ dân phố vào một cái thôn mới. Thế như vậy là với cái quy mô của các cái trụ sở của thôn bản cũ ấy, là gần như là không đáp ứng được yêu cầu. Đối với các cái trụ sở xã và các cái công trình của xã mà sau sắp xếp thì lại rất phù hợp cho những cái thôn ở trung tâm hoạt động. Nên chúng tôi cũng có một số thì đã dành cho các cái hội trường của thôn và tổ dân phố. Thì như vậy là cơ bản chúng tôi đến thời điểm hiện nay mà trong cái đề án đặt ra thì cơ bản là các cái trụ sở đều được sắp xếp rất là tốt. Hiện nay thì trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thì nhiều đơn vị hành chính nông thôn cũng đã được đưa vào sáp nhập với đơn vị hành chính đô thị. Tuy nhiên thì cái việc sáp nhập này thì cũng khiến cho cái chất lượng đô thị ở nhiều nơi chưa đảm bảo, thậm chí là giảm sút do cái địa bàn rộng, dàn trải, hạ tầng kỹ thuật đô thị ở nhiều khu vực trước đây là xã thì còn thiếu và yếu, nhất là ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh ạ, qua theo dõi thì bà nhìn nhận ra sao trước cái thực trạng này và những cái giải pháp để đảm bảo chất lượng đô thị sau sáp nhập, không còn cái tình trạng là vỏ đô thị, ruột thì lại nông thôn ạ? Để các đơn vị hành chính đô thị để có thể sắp xếp vào các đơn vị hành chính nông thôn thì là công tác quy hoạch là được đi trước một bước theo quy định, và các tiêu chuẩn về đô thị, về phân loại đô thị, về đánh giá chất lượng hạ tầng đô thị của các thành phố, thị xã, thị trấn và quận phường thì là cần phải được bảo đảm. Thế nhưng mà đây cũng đang là một khó khăn nổi lên trong cái giai đoạn này, bởi vì ở đây thì chúng ta là trên cái thềm mà đại hội đảng sắp tới rồi, phải hoàn thiện cái công tác sắp xếp này ngay trong năm 2024. Như thế thì cái việc mà để hoàn thành được hết các công tác quy hoạch và sau đó đánh giá chất lượng đô thị thì gần như là không đủ thời gian. Cho nên là Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tháo gỡ về nội dung này. Thì theo đó có những cái biện pháp tháo gỡ cụ thể. Ở đây thì cũng nêu đến các đơn vị miền núi, vùng cao thì đúng là rất là khó khăn trong việc đánh giá về chất lượng. Nhưng ở đây nó cũng theo tiến độ các địa phương. Rất là nhiều địa phương miền núi là đã bảo đảm chất lượng đô thị trong cái công tác sắp xếp. Ví dụ như là tỉnh Lào Cai, vừa đây thì họ trình là họ đã phân loại đô thị là đủ. Rồi như tỉnh Sơn La là họ cũng đã có quy hoạch đầy đủ, cũng đã có phân loại đô thị đang gửi tới và hướng tới là đạt tiêu chuẩn. Từ thực tiễn tại địa phương thì thưa ông Nguyễn Văn Trọng, xin ông có thể cho biết là cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể đảm bảo cái chất lượng đô thị sau khi sáp nhập ạ? Cái việc mà sáp nhập các cái nông thôn và đô thị thì đương nhiên là nó phải ảnh hưởng tới các cái tiêu chí của đô thị, đặc biệt là nội thị. Đối với tỉnh Yên Bái thì chúng tôi thì chỉ có 3 cái đơn vị xã sáp nhập vào 3 phường. Cơ bản nó cũng chưa bị ảnh hưởng nhiều, nó chỉ có thiếu khoảng độ 2-3 tiêu chí. Tỉnh Yên Bái thì đã có cái định hướng là sẽ có lồng ghép các cái nguồn vốn, huy động xã hội hóa, thế và hỗ trợ về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về thu hút đầu tư vào các cái đô thị mà chúng ta mới mở ra cái vùng nông thôn này, để mà chúng ta có cái đầu tư nâng cao cái chất lượng cho các cái đô thị này. Thì đối với tỉnh Yên Bái thì
ba cái đơn vị mà sáp nhập nông thôn và đô thị thì cũng đã có nhiều cái đơn vị mà người ta cũng đã đặt cái hướng là sẽ mở rộng đầu tư, ví dụ như các cái trung tâm thương mại, các cái khu đô thị và các đường giao thông. Thế và trên cơ sở các đường giao thông nông thôn thì sẽ cải tạo thành các cái đường của đô thị. Như vậy là cũng rất là thuận lợi cho cái quá trình phát triển. Thì tôi nghĩ là với các cái giải pháp như vậy thì tỉnh Yên Bái cũng sẽ thực hiện là đầy đủ các cái tiêu chí về phát triển đô thị ở những cái đơn vị này. Vâng. Theo cái yêu cầu đặt ra thì việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 sẽ phải hoàn thành trước tháng 10 năm 2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Vậy về phía cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thì thưa bà Nguyễn Thị Tú Thanh, xin bà có thể cho biết là Bộ Nội vụ có kế hoạch và giải pháp ra sao để đẩy nhanh tiến độ triển khai cũng như là đôn đốc các địa phương hoàn thành cái việc sắp xếp đơn vị hành chính đúng cái thời hạn và đạt hiệu quả? Đúng là theo tiến độ, theo yêu cầu là bây giờ rất là gấp rồi. Ở Bộ Nội vụ bây giờ thì cũng chia sẻ với đồng chí là lãnh đạo bộ cũng chỉ đạo rất là quyết liệt. Rồi là anh em ở trong các vụ thì nói là làm ngày làm đêm để làm sao mà có thể là vừa thẩm định nhưng lại vừa hướng dẫn địa phương để hoàn thiện các đề án theo là sớm nhất, và đồng thời cũng là phải hoàn thiện một bước để trình các cấp có thẩm quyền. Trong thời gian tới thì Bộ Nội vụ thì trước tiên thì cũng đã có những cái đôn đốc cụ thể đối với các đơn vị hành chính mà hiện nay chưa gửi hồ sơ đề án. Thứ hai nữa là cũng nắm bắt tình hình để giải quyết khó khăn vướng mắc, để nắm bắt rõ là sao các đơn vị này là cũng chưa có thể gửi ngay, khó khăn là do đâu, để có những cái biện pháp, có những cái kế hoạch để tháo gỡ cho cụ thể, để cố gắng để hoàn thành được cái tối đa cái số lượng mà có thể thực hiện ngay theo cái tiến độ của Quốc hội với cả Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính là nội dung quan trọng, phức tạp, có tác động ảnh hưởng lớn, quy trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ qua nhiều giai đoạn. Vì thế việc triển khai là không hề dễ dàng, nhất là với địa bàn miền núi vùng khó khăn. Song với tinh thần càng khó càng quyết tâm, Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương đang cố gắng nỗ lực cao nhất để hoàn thành công tác này, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Chúng ta tin tưởng rằng với việc triển khai tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tạo không gian phát triển mới phù hợp với đặc thù của các địa phương, khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để có thể phát triển kinh tế xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đổi thay mạnh mẽ cho khu vực này. Đến đây thì chuyên mục tọa đàm chuyện từ chính sách ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tới tham dự cùng chương trình. Xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.